Hôm nay mình lấy hột bầu giống ra để mình phơi. Một trái bầu mà biết bao nhiêu hột mà nói. Giờ mình lựa những cái hột này, hột non, hay mình bỏ. Bây giờ mình rửa hộp như thế này để cho nó sạch, xong cái mình đây mình phơi. Đây là hẹ của mình mới trồng. Cây xoài nhỏ xíu mà nó bông dễ sợ luôn. Cây xoài này khoảng thước gì đâu hả? Đây là rau thơm đủ loại hết. Rau cần này mình trồng ăn mỗi ngày luôn mà ăn không hết luôn. Tốt dễ sợ luôn. Đây là parsley. Mới trồng cái cây rosemary. Này khi thịt mình muốn nướng thì mình cắt vào thì mình ướp. Đây là cái tên của nó là rosemary nè. Thơm lắm. Mình cũng có mớ cây lá cẩm. Tỏi hôm nay rất là tốt luôn rồi. Bạc hà của mình bây giờ con nhỏ nó lên nhiều quá luôn. Đây là cải xanh. Đậu Hòa Lan hôm nay của mình nó quá tốt rồi. Rất là nhiều trái luôn. Bây giờ mình đi thu hoạch đậu Hòa Lan. Trái nhiều. Trái rất là nhiều luôn. Ngày nào mình cũng ra bẻ. Đậu Hòa Lan rất là sai trái. Năm nay trồng rất là tốt luôn. Mình cột dây này mình kéo nó vô như thế này thì nó sẽ không có bị ngã ra, tại vì đậu này nó rất là mềm, đụng cái là cũng bị gãy nữa. Nên mình cột dây cho mình kéo nó vô. Mới cắt mớ rồi đó, bây giờ nó cũng còn mấy cái trái này nhỏ nhỏ rồi. Cho nó lớn vài ba bữa nữa mình hãy cắt.
Đậu Hòa Lan ở bên Úc này rất là đắt. Nếu mà ngay mùa thì là khoảng 10 đồng một ký. Còn sái mùa thì 17, 18 đồng một ký lô lận. Đậu năm nay trúng mùa dữ rồi. Mướp bây giờ lên hết rồi nè, này mướp hương, dưa leo nữa. Mình năm nay mình trồng nhiều loại giống dưa leo. Bắp chuối này bây giờ nó sắp sửa nở ra, trái ra rồi. Bắp này rất là to luôn. Bây giờ nó đã nở ra rồi đó, rất là lớn luôn. Mình cũng có trồng bông này nữa, rất là đẹp luôn, mình cắt vô. Quá đẹp. Cắt vô mình trưng trong nhà. Bây giờ mình sẽ làm đất này để mình trồng củ sắn. Đây là hộp củ sắn mình đã ngâm qua đêm rồi, bây giờ mình sẽ ươn nó. Mình ươn dày như thế này để sau này khi mà nó lên đó, mình sẽ coi cái cây nào mà tốt mạnh thì mình giữ, còn những cái cây nào mà yếu á thì mình nhổ bỏ. Dạ, bây giờ mình sẽ cho đất lên mặt. Bây giờ thì mình tưới nước. Mình để cho nó lên thôi. Khi nào nó nảy mầm nó lên thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Còn đây là những thứ đồ trong nhà bếp của mình. Mình ăn thừa hoặc là giỏ, bất cứ cái gì mà đồ bỏ, cơm thừa canh cặn thì mình sẽ chôn dưới đất để mình làm phân hữu cơ. Nó rất là có hữu ích cho mình. Mình lắp đất lại. Đây là mình cách mình làm phân hữu cơ rất là tốt luôn cho cái vườn của mình luôn á. Mình sẽ tận dụng tối đa những gì trong nhà bếp mình có, mình đừng có bỏ. Khi mình làm đất á, mình sẽ xới nó lên cho nó có cái đường mương như thế này để mình gãy hạt cho nó dễ, khi mà nó lớn thì mình dễ đắp đất. Giờ mình hãy gãy hạt cải xanh. Mình gãy thưa thưa thôi. Chứ khi mà nó lên rồi đó, nó thấy nó dày lắm. Đây là cái loại đất để khi mình ương hạt giống với lại mình triết cây. Mình nếu mình ương hạt giống á, thì mình gãi lên mặt. Tại loại đất này nó nhẹ,
ra hạt nó dễ nảy mầm hơn. Và đồng thời cái này mình cũng có thể là triết cây cho nó ra rễ cái loại đất này. Đây là cái hiệu, hoặc là hiệu nào cũng được, nên miễn mà nó có để là đây là mình ươm hạt và mình triết, mình cắt cái cây. Sau khi mình đã gãi hạt cải xanh xong thì mình lấy đất này mình sẽ cho lên mặt đất. Ở bên trong nó như thế này, nó rất là mịn mà nó có phân ở trong nữa. Mình sẽ rắc lên mặt một lốt, đừng có dày quá, vừa vừa thôi. Bây giờ mình đã rải trên mặt xong rồi, những cái đất đen đen đó là cái đất ở trên mặt đó. Bây giờ mình sẽ tưới cho nó miếng nước. Mình mới có rải hột được mấy ngày mà nó lên dữ tợn luôn à. Dâu rắp rau dắp cá thì nó quá tốt luôn rồi. Cải bây giờ nó xanh hết rồi. Mình trồng cải mình không có để quá chất, mình để tưới nước tự nhiên và mình chôn những đồ ăn thừa từ bếp mình ra. Mình triết cây hồng này ra, mình tháp đó. Mình triết nó được là 3 cây. Đây là một cây nè. Ở đây mình triết là 2, thêm 2 cây nữa là 3 cây. Đây là 2 cây. Bên đây là 2 cây. Mình tổng cộng là 3 cây hồng mình triết hôm nay. Đây là cây chanh Thái. Mình hôm nay mình triết luôn, mình cạo vỏ nè, xong rồi cái mình lấy đất cái loại mà đặc biệt á để triết cây mình sẽ cho vào đây. Đây mình triết được 2 cây chanh Thái. Đây là cây ổi, ổi xá lị. Mình triết 2 cây. Đây 1 cây. Và bên đây 1 cây. Mình triết khoảng là 2 tháng rưỡi tới 3 tháng là nó có rễ rồi. Cái mình cắt ra mình cho vào chậu. Hôm nay mình sẽ lấy gạch này ra rồi mình sẽ lót thảm cỏ giả, đặng cho nó match với lại ở trong đó. Mới dỡ gạch ra, bây giờ mình rửa dưới này cho nó thật sạch. Xong mình mới trải cỏ lên.
mình mới vừa lót xong, không còn gạch nữa mà bây giờ là thảm rồi. Sau một buổi làm việc mình cũng đói rồi, bây giờ mình nướng cá, nướng thịt mình ăn. Trời hôm nay thì cũng rất là đẹp luôn. Mình ăn ở ngoài trời rất là thoải mái, hấp dẫn. Bây giờ xong rồi, bắt đầu mình hưởng thụ. Đây là cá salmon với cá marinade sausage với lại thịt bò rau cải. Đây là dưa mắm. Thôi bây giờ xin mời các bạn dùng bữa với mình nha. Ăn trưa đó. Cái này là mình ăn trưa, lunch.